Trước khi đi vào bài học ngày hôm nay, bây giờ cả lớp mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về một cảnh đẹp ở nước ta, đó là Đèo Ngang nhé. Đèo Ngang thuộc dãy Hoành Sơn, phân cách địa giới giữa hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình, là một địa danh nổi tiếng của đất nước ta. Các bạn đang được nhìn thấy đây là hình ảnh Đèo Ngang. Đã có rất nhiều thi nhân nước ta làm thơ vịnh Đèo Ngang như là Cao Bá Quát có bài Đặng Hoành Sơn, Nguyễn Khuyến có bài Hoành Sơn Xuân Vọng. Nhưng có một bài thơ được nhiều người biết đến và yêu thích, đó là Qua Đèo Ngang. Hôm nay cô trò chúng ta cùng nhau tìm hiểu tiết 33, 34 văn bản Qua Đèo Ngang của bà Huyện Thanh Quan. Một La Mã đọc tìm hiểu chú thích. Một nhỏ là tác giả. Các bạn hãy đọc chú thích về bà Huyện Thanh Quan ở trong sách giáo khoa trang số 102 và kết hợp với thông tin sưu tầm được thì các bạn hãy hoàn thiện phiếu sau. Các bạn hãy cho biết là quê quán, cuộc đời, sự nghiệp và phong cách sáng tác của bà. Bà Huyện Thanh Quan, tên thật là Nguyễn Thị Hinh, sống ở thế kỷ thứ 19, quê quán thuộc Nghi Tàm, nay thuộc Tây Hồ, Hà Nội. Cuộc đời, bà lấy chồng là Tri huyện Thanh Quan, nay thuộc Thái Bình nên được gọi là bà Huyện Thanh Quan. Giữ chức giáo tập trong cung, chuyên dạy lễ nghi, văn chương cho công chúa, phi tần. Về sự nghiệp thì bà là một nữ sĩ tài hoa hiếm có, đã để lại 6 bài thơ nôm đường luật, đó là Thăng Long Thành Hoài Cổ, Chiều Hôm Nhớ Nhà, Chùa Trấn Bắc, Cảnh Chiều Hôm, Đền Trấn Võ, Qua Đèo Ngang và phong cách sáng tác của bà đó là Bác Học, Hoài Cổ. Hai nhỏ là tác phẩm. A nhỏ là hoàn cảnh sáng tác. Bài thơ được sáng tác vào thế kỷ thứ 19 khi mà bà Huyện Thanh Quan lần đầu xa nhà và xa quê vào kinh đô Huế nhận chức cung trung giáo tập. B nhỏ là thể loại. Bài thơ được viết theo thể thơ Thất Ngôn Bát Cú Đường Luật. Các bạn hãy đọc văn bản Qua Đèo Ngang và dựa vào đặc điểm của văn bản thì hãy nêu đặc điểm của thể thơ Thất Ngôn Bát Cú Đường Luật bằng cách là hoàn thiện bảng sau. Đặc điểm của thể thơ Thất Ngôn Bát Cú Đường Luật về số câu gồm có mấy câu, số tiếng trong mỗi câu, cách gieo vần, phép đối và bố cục của bài thơ như thế nào? Chúng ta thấy đặc điểm của thể thơ Thất Ngôn Bát Cú Đường Luật về số câu, một bài thơ gồm có 8 câu. Về số tiếng trong câu sẽ gồm có 7 tiếng trong một câu. Cách gieo vần chỉ một vần, đó là cuối các câu 1, 2, 4, 6, 8. Phép đối được sử dụng ở các cặp câu 3, 4 và 5, 6. Bố cục của một bài thơ gồm có 4 phần, đó là đề, thực, luận, kết. Nếu như không theo đúng những điều trên thì sẽ bị coi là thất luật, tức là không phải Thất Ngôn Bát Cú Đường Luật. Hai La Mã là đọc tìm hiểu văn bản. Các bạn cùng nhau nghe cô đọc văn bản. Qua Đèo Ngang, bà Huyện Thanh Quan. Bước tới đèo ngang bóng xế tà, cỏ cây chen đá lá chen hoa, lom khom dưới núi tiều vài chú, lác đác bên sông chợ mấy nhà. Nhớ nước đau lòng con quốc quốc, thương nhà mỏi miệng cái ra ra, dừng chân đứng lại trời non nước, một mảnh tình riêng ta với ta. Theo dõi vào văn bản và với sự chuẩn bị bài thì các bạn hãy xác định cho cô cảnh đèo ngang về thời gian diễn ra vào lúc nào, không gian như thế nào,
Cỏ cây, hoa lá, con người và cuộc sống của con người nơi đây ra sao? Và âm thanh ở cả đèo ngang đó là những âm thanh nào? Từ đó thì gợi ra tâm trạng của nhà thơ khi qua đèo ngang đó là một tâm trạng như thế nào? Chúng ta thấy về thời gian đó là vào lúc bóng xế tà, chiều tà, gợi cảm xúc buồn mang mác. Không gian đó là trời, non nước, đó là một không gian mênh mông, hùng vĩ, gợi cảm giác cô đơn, nhỏ bé. Cỏ cây, hoa lá được tác giả miêu tả bằng phép lặp, động từ, chen, gợi lên khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, rậm rạp. Con người được khắc họa bằng từ láy, lom khom và phép đảo, tiều vài chú làm nổi bật vẻ hoang vu. Cuộc sống của con người nơi đây đó hiện lên với vẻ thưa thớt qua từ láy lác đác và phép đảo chợ mấy nhà. Âm thanh từ tượng thanh quốc quốc ra ra gợi lên cảm xúc buồn nhớ cô đơn của nhà thơ. Đây là nghệ thuật tả cảnh ngụ tình. Nhà thơ nhớ nước dù không xa nước bởi vì nhớ về thời hậu Lê. Tất cả những điều đó cho thấy tâm trạng của nhà thơ khi qua đèo ngang đó là một tâm trạng nhớ nước, thương nhà và mang một nỗi buồn thầm lặng, bâng khuâng. Ở đây các bạn, cô có một bài tập nhanh, các bạn theo dõi nha. Điền từ thích hợp vào chỗ chấm trong câu sau. Cảnh đèo ngang là một bức tranh thiên nhiên lúc ba chấm hùng vĩ, bát ngát, thấp thoáng có sự sống của ba chấm nhưng còn hoang sơ gợi cảm giác ba chấm. Cảnh đèo ngang là một bức tranh thiên nhiên lúc chiều tà, hùng vĩ, bát ngát, thấp thoáng có sự sống của con người nhưng còn hoang sơ gợi cảm giác buồn, vắng lặng. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu tiếp. Các bạn hãy xác định những biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong hai câu thơ sau. Chú ý những từ ngữ được in nghiêng. Dừng chân đứng lại trời non nước, một mảnh tình riêng ta với ta. Câu thơ, dừng chân đứng lại trời non nước, một mảnh tình riêng ta với ta. Ở đây đối lập hai hình ảnh, đó là trời non nước. Đây là không gian mênh mông, vũ trụ hùng vĩ. Đối lập với một mảnh tình riêng, nỗi tâm tư khép kín, con người nhỏ nhoi, đơn lẻ. Ta với ta. Thứ nhất, đó là đối diện với chính mình. Thứ hai, các con chữ câu kết đều mang một nỗi niềm đơn chiếc, một mảnh tình riêng ta với ta. Tất cả đều cực tả nỗi buồn thầm lặng, cô đơn đến tột cùng của người lữ thứ. Ba mã là ghi nhớ sách giáo khoa trang 104. Các bạn theo dõi phần này ở trong sách cho cô. Bài học ngày hôm nay các bạn cần nắm cho cô. Thứ nhất là về nội dung. Cảnh đèo ngang đó là một cảnh đẹp, hoang sơ, gợi buồn. Về tâm trạng của nhà thơ đó là hoài cổ nhớ nước, thương nhà da diết, buồn, cô đơn. Về nghệ thuật, thứ nhất là tả cảnh ngụ tình, đặc sắc. Thứ hai là nhân hóa, đảo ngữ, điệt từ, chơi chữ. Thứ ba là miêu tả kết hợp với biểu cảm. Và thứ năm đó là lời thơ trang nhã, điêu luyện, âm điệu thì trầm lắng. Chúng ta cùng nhau sang phần 4 La Mã là luyện tập. Chúng ta cùng nhau đi củng cố lại phần kiến thức mà chúng ta đã được học. Thứ nhất là tâm trạng của nhà thơ được bộc lộ trực tiếp ở trong bài thơ, đó là tâm trạng nhớ nước, nhớ không gian lịch sử văn hóa của một thời đại đã qua. Thứ hai, thương nhà, nhớ mái ấm gia đình, quê hương.
Thứ ba, nhớ nước, thương nhà và mang một nỗi buồn thầm lặng, bâng khuâng. Và thứ tư, nỗi uất ức, oan khuất khi phải từ bỏ nơi mình yêu quý để đi đến một nơi hoang vu. Đáp án ở đây đó là thứ ba. Hai. Dòng nào sau đây nêu đầy đủ thông tin về biểu hiện của phép đối trong bài? Lom khom đối với lác đác. Nhớ nước đối với thương nhà. Lom khom đối với lác đác. Nhớ nước đối với thương nhà. Nhớ nước đối với thương nhà. Bước tới đối với dừng chân. Đáp án ở đây đó là ba, số 3. Ba. Biện pháp nghệ thuật chính được sử dụng trong bài là: một, tả cảnh ngụ tình; hai, là đối lập cảnh và tình; ba, là tả cảnh là chủ yếu; và bốn, tả tình là chủ yếu. Đáp án đó là tả cảnh ngụ tình. Năm, là hướng dẫn về nhà. Câu thứ nhất là các bạn học thuộc bài thơ. Thứ hai là đọc và soạn bài bạn đến chơi nhà để chuẩn bị cho tiết học ngày hôm sau. Nội dung ghi bài thì phần này cô yêu cầu các bạn sẽ ghi vào trong vở bài học. Là tạm biệt các bạn và cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi tiết học ngày hôm nay.